Căn bệnh ung thư nghệ sĩ Hoài Linh vừa đột ngột phát hiện giữa lùm xùm từ thiện nguy hiểm ra sao? Theo thông tin chia sẻ, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã vào bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để thăm khám khi có bất thường ở tuyến giáp và phát hiện khối u ác tính ở tuyến giáp. Nghệ sĩ Hoài Linh phải thực hiện cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch cổ phải tuyến 23456 vào ngày 15 tháng 10 2022. Giữa lúc lùm xùm về chuyện hơn 13 tỷ tiền từ thiện đang gây nhiều chú ý, nhiều người cũng quan tâm đến căn bệnh nghệ sĩ Hoài Linh mắc phải liệu có nguy hiểm. Theo thống kê ở bệnh viện K, những năm gần đây số lượng bệnh nhân đến khám điều trị bệnh tuyến giáp ngày càng nhiều. Đây là bệnh ác tính phổ biến nhất trong các ung thư về tuyến nội tiết, chiếm tới 90% và 3,6% các bệnh ung thư nói chung. Theo tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu vào năm 2018, ung thư tuyến giáp đứng thứ 11 trong tổng số các ca ung thư ở cả hai giới, khoảng 567.000 ca mắc mới hàng năm. Ở nước ta, bệnh này xếp thứ 9 trong các loại ung thư phổ biến nhất với 5.418 ca mắc mới. Riêng tại khoa ngoại đầu cổ, bệnh viện K hàng năm phẫu thuật tới khoảng 3.000 bệnh nhân mắc bệnh tuyến giáp, trong đó chủ yếu là ung thư tuyến giáp. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, nguyên giám đốc bệnh viện K cho biết, ung thư tuyến giáp ngày càng có xu hướng gia tăng. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư tuyến giáp là tuổi và giới tính. Phụ nữ bị ung thư tuyến giáp nhiều hơn nam giới gấp 3 lần. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng nhiều nhất vẫn là nam ở tuổi 65 đến 69, nữ 45 đến 49 do chế độ ăn thiếu iốt, do di truyền, do tiếp xúc với tia bức xạ. Mặc dù ung thư tuyến giáp là bệnh ác tính nhưng lại có tiên lượng tốt, tỷ lệ sống thêm 10 năm là 80 đến 90%, thậm chí khi có di căn hạch cổ hoặc di căn xa hơn vẫn có khả năng cứu chữa. Bởi vậy mọi người cần đến sớm khi có những biểu hiện bất thường, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức khuyến cáo. Theo các chuyên gia, dấu hiệu nhận biết ung thư mọi người nên chú ý là giọng bị khan, nuốt vướng, nuốt khó do khối u chèn ép, da ở vùng cổ có thể bị thâm nhiễm hoặc sùi loét chảy máu. Khi có những bất thường này cần đi khám sớm. Ngoài ra mọi người cũng cần chú ý thăm khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh nếu có. Việc siêu âm có thể nhận biết được ung thư tuyến giáp. Hiện nay việc điều trị ung thư tuyến giáp đã có nhiều tiến bộ. Tùy theo từng thể loại giải phẫu bệnh của ung thư tuyến giáp mà bác sĩ sẽ đưa ra các phương án điều trị cụ thể thích hợp nhất. Chẳng hạn, điều trị bằng phẫu thuật cắt một thùy tuyến giáp hoặc cắt toàn bộ tuyến giáp đối với ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Sau cắt toàn bộ tuyến giáp, cần điều trị bổ trợ bằng uống iốt 131 xạ trong. Người bệnh cũng cần phải uống hóc môn tuyến giáp thay thế suốt đời theo đơn của bác sĩ khi bị cắt tuyến giáp toàn bộ. Còn với thể không biệt hóa, thường điều trị xạ ngoại, thông thường 3 tháng khám một lần trong năm đầu tiên, 6 tháng khám trong năm thứ 2 và năm thứ 3 chỉ cần khám mỗi năm một lần.